độ cao nó như vậy không, hay là thích cao hơn, hay Không, là thích không, thấp cao hơn? vậy vừa vừa Thôi thôi. nha, đừng cao Dạ, quá nó không hay nha. con thích như đây. Ừ, gỡ cái Xong hình này hai cho, kêu. gỡ cái hình Xong hai còn chọn kêu. mấy cái diễn viên mà trăm triệu đứa, có một Vừa đứa nó gửi cho mình. vừa. Bắt cái bắt hơi bị nghiêng, cái chân bắt nó nghiêng về phía bên bên trái. Anh đang chỉ Rồi, dạ. nhìn cái cây này ha, nhìn cái trụ này, thấy Dạ. nó hơi xiên về bên này Đúng rồi, không? đúng rồi. Cái trụ đúng ra nó phải thẳng như Giữa, nó phải dạ. nằm giữa, thì cái này nó hơi xiên, Dạ. nó hơi xiên, nhưng mà mình chưa biết được, vì thứ nhất cái cây này nó thuộc qua bên này rồi, cho Dạ. nên có thể nó đè bên này, nó làm cho bên này thấp xuống, bên này cao hơn thì nó cũng thấy hơi xiên, cho nên khi mình lấy cái này ra thì mình sẽ co lại. Bước thứ hai là cái đầu mũi ấy, nó nhọn quá, thì bây giờ mình sẽ xử lý lại cho nó tròn lại.